Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm ngày 24 tháng 4 cho biết trong cuộc tấn công của Nga vào thành phố Konstantinovka do Ukraine kiểm soát nằm ở Cộng hòa Nhân dân Đồn Nhất tự xưng, 60 thành viên của tổ chức quân đoàn Yogyia đã bị tiêu diệt, 15 phương tiện quân sự bị phá hủy và 20 lính đánh thuê khác bị thương nặng. Cuộc tấn công đang được thực hiện bằng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander nhắm vào một thư viện ở Constantinoka, nơi các tay súng nước ngoài sử dụng làm nơi ở và nơi cất giữ đạn dược. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga nắm trong tay dữ liệu về toàn bộ lính đánh thuê nước ngoài liên quan đến vụ hành quyết tù binh Nga. Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2022, một đoạn video xuất hiện trên mạng hé lộ cảnh tượng lực lượng Ukraine hành quyết một bình sĩ Nga bị thương, trong khi thi thể của một số tù binh khác nằm trong vũng máu gần đó ít nhất một người lính trong đoạn video được nhìn thấy bị trói tay về sau và dường như đã bị bắn vào đầu ở cự ly gần. tờ New York Times đã xác nhận tính xác thực của đoạn video và cho biết nó được quay vào ngày 30 tháng 3 tại một ngôi làng gần Kiev. Ủy ban điều tra Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva về tù binh chiến tranh.